Sau một cơn mưa lớn vào chiều ngày 6 tháng 5, mặt đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc khu vực tổ dân phố 4 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh bỗng nước toát, khiến người dân tại khu vực này hết sức hoang mang. Theo một số người dân sống tại khu vực này cho biết, vào lúc khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 5 2015, trời đổ mưa to. Sau cơn mưa, mặt đường Nguyễn Văn Trỗi bắt đầu xuất hiện những vết nước. Lúc đầu vết nước chỉ dài vài cm, nhưng đến khoảng 21 giờ thì vết nứt đã mở rộng khoảng 30cm và sâu khoảng 1m, khiến mặt đường bị chia làm đôi. Hiện giao thông tại khu vực này đã tê liệt hoàn toàn. Được biết, hiện tượng này đã từng xảy ra tại huyện Di Linh vào năm 2011 và tái diễn nhiều lần, kéo theo hàng loạt nhà dân bị xé nền, nứt tường và đã có căn bị sập. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc và khảo sát, nghiên cứu, nhưng đến nay tình trạng nước đất tại đây vẫn chưa được giải quyết triệt để và có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn hiện tại trung tâm quản lý khai thác công trình công cộng huyện di linh đang xử lý tái lập mặt đường để đảm bảo giao thông tại khu vực này